Các bạn thân mến, GMA là chỉ báo như thế nào? Thực tế, GMA là một đường trung bình động với chu kỳ thấp cùng với công thức tính toán phức tạp chủ yếu dùng để xác nhận tín hiệu giao dịch hoặc xác định xu hướng ngắn hạn. GMA bám sát hành động giá cho nên khi hành động giá đổi hướng, GMA cũng nhanh chóng chuyển đổi theo. Vậy nên trong giao dịch, GMA thường cho khá nhiều tín hiệu nhiễu. Nếu chúng ta sử dụng GMA độc lập thì sẽ khó có thể tìm thấy những tín hiệu có xác suất cao được tốt nhất vẫn nên kết hợp GMA với chỉ báo giao dịch khác. Hôm nay mình xin chia sẻ một chiến lược có kết hợp với chỉ báo GMA để các bạn tham khảo nhé. Mặc dù GMA hoạt động như đường trung bình động nhưng thực tế nó lại không được dùng để xác định xu hướng, sự thay đổi của xu hướng hay xác định hỗ trợ kháng cự động như đường trung bình mà GMA được dùng trong việc xác nhận tín hiệu giao dịch sẽ tốt hơn. Cụ thể là bạn nên kết hợp GMA với đường trung bình động khác. Tín hiệu giao cắt của hai đường này là điểm xác nhận tín hiệu giao dịch cho chúng ta. Dưới đây là chiến lược giao dịch với GMA giữ vai trò xác nhận tín hiệu vào lệnh, nguyên tắc giao dịch. Đối với lệnh mua, chỉ báo xác định nến pin ba có mũi tên hướng lên xác định nến pin 3 tăng giá. Tuy nhiên nến này phải xuất hiện ở giải dưới của chỉ báo Bollinger Band. Khi điều kiện ở trên thỏa thì xem xét đến chỉ báo GMA. Nếu thấy GMA cắt lên đường GMA 5 thì lúc này có thể mở lệnh mua. Dừng lỗ đặt cách giải dưới Bollinger Band 5 Pip mục tiêu lợi nhuận có thể đặt từ khoảng 35 đến 60 pip tùy cặp tiền. Đối với lệnh bán, chỉ báo xác định nến pin bar có mũi tên hướng xuống xác định nến pin bar giảm giá. Tuy nhiên nến này phải xuất hiện ở giải trên của chỉ báo Oling Japan. Khi điều kiện ở trên thỏa thì xem xét đến chỉ báo GMA. Nếu thấy GMA cắt xuống GMA 5 thì lúc này có thể mở lệnh bán. Dừng lỗ đặt cách giải trên 5 pip. Mục tiêu lợi nhuận khoảng từ 35 đến 60 pip tùy cặp tiền cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe hẹn gặp lại ở các video tiếp theo chúc các bạn thành công